Rồi, xin chào đại gia đình. Hiện tại mình đang có mặt tại một cái ngôi chùa thờ Quan Thánh Đế Quân. Thì hàng năm ngày 12 và 13 tháng 5 âm lịch sẽ diễn ra cái nghi thức cúng ông. Ở huyện Ba Tri mình thì có hai ngôi chùa thờ ông, một là ở An Hòa Tây và hai là ở Ba Tri. Sau lưng mình là cái khu để hát bội. Và bên đây là cái chỗ thờ ông, nơi thờ cúng ông. Thì để cho cái văn hóa, cái nghi lễ truyền thống ở đây không bị mai mòn và không bị lãng quên, thì mình sẽ quay cái nghi thức cúng ông buổi sáng hôm nay. Thì các bạn nhớ đón xem nhé. Thì hiện tại các bô lão, các lão phu đang chờ làm lễ. Mình sẽ quay cận cảnh cái lúc làm lễ cúng ông. Cho con vào. Con vào. Dạ. Thì đây là bên trong của ngôi chùa, thờ chùa này thờ ông Quan Thánh Đế Quân. Hôm qua tại mình đi quay lễ hội văn hóa truyền thống ở Mộ Nguyễn Đình Chiểu nên mình không quay cái lễ hội tắm tượng ông được. Giờ bà con đang dọn đồ lên để cúng ông. Lúc nãy mình có xin phép cái người chức lớn ở đây để mình quay phim. Ở trong cái đó là tượng ông. Thì nghi thức làm lễ chuẩn bị bắt đầu các bạn. Gần như đã hoàn thành, giờ chờ thời gian và chờ bà con ở trong dọn lên đủ số lượng mâm cơm để cúng ông. Thì lễ hội kỳ yên cúng ông này diễn ra vào ngày 12, 13 âm lịch tháng 5 hàng năm. Những người bằng cái áo như thế này màu xanh đó, thì lớn nhất còn màu đen thì người bô lão vòng vòng ở chùa này. Thì từ thở khai hoang khẳng đắc á, thì người qua vào đây sinh sống thì kính ngưỡng tín ngưỡng ông nên lập ra cái chùa này rồi để tôn sùng và thờ cúng ông. Việt Nam từ toàn hướng tỉnh, tứ hải đây lên hồn vinh tân lạc.
Vì huyện thánh đức từng quan phước như đông lại, ban thánh thiết bình tâm kế tục, vẫn giữ duyên thân điều lợi lạc. Tam nguyện nhân dân cộng hưởng thái bình, nhân hòa địa lợi, chỉ năm công đức lạc nghiệp, mưa hòa gió thuận, điềm niên giai trưởng dưỡng. Lời ca chính nét nhất duyên, ngưỡng thánh ân gia huệ, ban thánh thiết thành tâm kính bái. Thank you.
phía trước đã xong các bạn. Thì bây giờ chú đang chờ lễ phía sau. Năm nay mấy con bò? Hả? Năm nay bằng mấy con bò? Hai con. Năm triệu. Mẹ con năm triệu chứ hai con nhau. Dạ. Đây là phía sau chùa, nơi bà con đang nấu nướng để đãi khách và cúng ông. Sắp thịt heo và thịt bò. Ở đây là bà con vòng vòng ở nơi đây lại đây để phụ. Đây là mấy chú đang đồ để chuẩn bị làm lễ các bạn. Đồ này mấy chú gọi là đồ học tòa lễ, là một bên sân dương, bên sân dương lại.
ăn canh lý hổ hộ chùa ông đốc ông cũng trả ăn và đây nó tổ chức nó lễ kỷ ngàn năm giờ đây chúng ta có tiền này thái khấn hổ hiệp đi vị cái cơ nay về đây cái cảm ứng cái quân cho cái sinh tỏ ban địa chỉ cũng có địa vị như này thả tổ thần cũng chúa sơn lâm tập địa chỉ đồng lai tối thượng nhất vị lương cầu cho mưa tử có hòa nhị nguyện lương cầu cho thới dân an tam nguyện lương cầu cho bổn tôn của đất được an cư và lập nghiệp nhân dân mất đất từ nam phụ tẩu ấu trong trả an hòa tây được an lương tới nay chúng ta tụ đồng chính tới Thank you.
Yeah.
hùng thiền biên giới để đáo tự nhiên cùng thân tâm niệm hài hương hải thấy tiền hiền tiền nhân ngày tơ sát tạo pháp chế kỷ cương giáo minh ngôn lập hạnh nói rõ biết tình thương nguyên thế tử chung tư hành lễ kỵ hiệu lực đại thiện giảng thiện nhân tối hưởng hộ bổ tôn bổ cấp đại biểu bình an quân thế thập vinh dân điện nam báo thánh bình đại diện cầu hộ quốc thái gia đình thân điều chúng tôi ban cái tiết mình một vào tay hai vào tay thành tâm nguyện cầu cuối đầu cấu quan đây là bên ngoài chùa các bạn, thì có rất nhiều người bán đồ. Đây là những khách đến chùa lâu đời. Chiếc xe tuổi thơ các bạn, bên đây cũng có cái gian hàng bán tuổi thơ.